Và sau đây là tố cáo của Facebooker Lê Tiến đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 2 tháng 4 năm 2022 về tình trạng cưỡng chế chiếm đoạt đất đai của người dân tại Việt Nam thời Cộng sản. Mời quý vị cùng chia sẻ. Ông Trọng, ông Phúc, ông Chính, ông Huệ có nhìn thấy cảnh này không? Một công nhà cấp 4 của người dân nghèo ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang được cho là xây dựng trái phép thì ngay lập tức chính quyền điều ngay một đội quân hùng hậu đến và dùng xe múc để đập phá trong tích tắc, mặc cho người dân kêu gào khóc lóc van xin một cách thảm thiết tuyệt vọng. Mặc cho con họ là một đứa trẻ bệnh tật bẩm sinh, dù biết rằng gia đình này tối nay sẽ ngủ màn trời chiếu đất, nhưng chúng vẫn nhắm mắt đập phá không một chút động lòng. Tôi đề nghị các ông ở Trung ương thực hiện ngay việc sau đây. Nếu nhà dân nghèo xây dựng trái phép thì bị đập phá, dỡ bỏ được thì ông hãy đưa lực lượng đến sang bằng hết những căn biệt phủ, biệt thự xây dựng trái phép của các quan chức từ trước cho đến nay, điển hình như căn biệt phủ hàng chục nghìn mét vuông của ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái. Biệt phủ công Nguyễn Sĩ Kỷ, nguyên là phó ban nội chính tỉnh ủy Đắk Lắc, Biệt thự ông Phạm Thanh Hà, nguyên là trưởng ban quản lý khu kinh tế Con Tum, ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Căn nhà của ông Khổng Trung, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm quản trị. Khi toàn làm bằng gỗ quý với hơn 80 mét khối gỗ quý và tọa lạc trên khu đất rộng trên 2.000 mét vuông ở xã Hải Ba, huyện Hải Lăng. Và còn rất nhiều các căn biệt thự khác của quan chức tướng tá xây dựng trái phép chưa được dỡ bỏ thì các ông hãy chỉ đạo thực hiện ngay đi. Có như vậy mới có sự công bằng giữa quan và dân. Có như vậy xã hội mới công bằng, dân chủ văn minh như các vị cứ hồ hào hàng ngày đó chứ. Còn nữa, tôi đề nghị thanh tra chính phủ về ngay địa phương xã Phước Đồng này để thanh tra có hay không những bộ hộ dân đang xây dựng trái phép. Nhưng nếu có tiền chung chi thì cứ vẫn được ở, còn hội nào ít tiền hoặc không chi tiền thì sẽ bị đập phá ngay. Các ông làm quan sao quá trơ trẽn và độc tài, ác hơn thất đức với dân như thế. Người dân làm chính bằng mồ hôi xương máu của mình, thậm chí phải đi vay mượn để làm được một cái chỗ trú thân để an cư lạc nghiệp thì các ông lại đập phá không nương tay nhưng bọn quan tham vơ vét của dân về xây biệt phủ hàng chục tỷ đồng và cũng là xây dựng trái phép thì các ông không làm gì được chúng rõ ràng là các ông bao che dung túng cho nhau còn đối với dân thì chính quyền địa phương không nương tay còn các vị ngồi ở trên thì giả vờ không biết hay thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra ở các địa phương trên cả nước tôi tha thiết kêu gọi các ông hãy cố mở mắt ra nhìn đi hãy vi hành về các địa phương để thấy quan chức địa phương họ đang làm gì. Hay là các ông cũng buông xuôi để cho quan chức địa phương muốn làm gì thì làm mà không cần đếm xỉa đến. Các ông lo cho dân được gì mà chỉ thấy cướp đất, phá nhà dân là chuyện xảy ra như cơm bữa vậy. Một chính quyền mà luôn cài bẫy dân, tại sao các ông chính quyền địa phương không giải thích, ngăn chặn từ khi người dân mới bắt đầu xây mà để cho người ta xây dựng xong rồi đến tri hô là trái phép rồi đập bỏ. Cái bẫy này dân đã biết từ lâu nhưng vẫn phải bất lực vì chúng có quyền, chúng muốn làm gì là quyền của chúng. Một xã hội mà quan chức cứ trực chờ để hại dân, hút máu đồng loại thì đó là xã hội gì? Nếu nói không quá thì đó là một xã hội khốn nạn, vô nhân tâm, đều cán, vô đạo đức và thiếu liêm sĩ. Đó là xã hội của bọn độc tài vô luân.